Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Đảng của giai cấp công nhân đè công nhân thất nghiệp chấn lột 10%. Ác quá ông Trọng ơi. Trong lúc ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sách động phe ông quậy tưng thượng tầng chính trị của Đảng Cộng sản, thì ngay ở dưới hạ tầng đáy xã hội, người công nhân đang bị Đảng của giai cấp công nhân thò bàn tay lông lá chấn lột. Trong khi họ đang thất nghiệp và đang rất bí tắc vì làn sóng sa thải rất lớn của các doanh nghiệp. Được biết do thiếu đơn hàng, công ty trách nhiệm hữu hạn Pongyun Việt Nam sẽ không tái ký hợp đồng với 3.000 lao động có hợp đồng từ 1 đến 3 năm đến kỳ hết hạn, đồng thời cắt giảm 3.000 lao động tại khu C và khu D trong tháng 2 năm 2023. Đây là hình ảnh công nhân của công ty Pongyun thất nghiệp. Công ty trách nhiệm và hữu hạn Pongyun Việt Nam có trụ sở tại quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh, là một doanh nghiệp có rất nhiều lao động nhất cả nước, đã chính thức thông báo chấm dứt hợp đồng lao động với 2.358 người do khó khăn về đơn hàng. Công ty đã chi ra 275 tỷ đồng để hỗ trợ công nhân, mỗi người lao động được hỗ trợ 0,8 tháng lương cho mỗi năm làm việc. Đây được xem là hành động có tình nghĩa của một doanh nghiệp FDI vì bất đắc dĩ nên buộc họ phải sa thải công nhân hàng loạt. Tuy nhiên, điều đáng nói là phía lãnh đạo công ty Pongyun cho biết Chi cục thuế thành phố Hồ Chí Minh đã tính khoản hỗ trợ này vào phần thu nhập chịu thuế. Cụ thể, nếu khoản trợ cấp từ 2 triệu đồng trở lên thì bị khấu trừ 10%. Có người nhận được số tiền chỉ có 5 triệu đồng cũng phải đóng thuế. Bản thân họ đã thất nghiệp, số tiền ít ỏi đến vậy mà chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn không tha. 2 triệu đồng số tiền rất nhỏ, chỉ bằng 80 đô la Mỹ mà thôi, và số tiền này chỉ bằng một người Úc làm việc trong 5 giờ với mức lương tối thiểu. Không biết chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam tại sao đã nhẫn tâm đến như thế? Tại sao lại đánh thuế lên người thất nghiệp đến như vậy? Đây là hình ảnh tiền trợ cấp thất nghiệp đã bị Đảng của giai cấp công nhân chấn lột 10%. Tất nhiên là phía chính quyền sẽ viện dẫn là luật quy định như vậy, nhưng luật là do con người tạo ra. Ở đây, luật được tạo ra đã quá nhẫn tâm với giai cấp công nhân cùng khổ. Sẽ khó có một quốc gia nào mà nhà nước tận thu đến như vậy. Đảng Cộng sản Việt Nam tự xưng là đảng của giai cấp công nhân, nhưng họ lại tàn nhẫn với giai cấp này nhất. Ở Việt Nam, tầng lớp lao động là cực khổ nhất. Thực ra cái gọi là luật ở Việt Nam cũng do Đảng Cộng sản Việt Nam lập ra. Trong quốc hội thì hết trên 95% là đảng viên. Như vậy họ làm luật cho ai đây? Cứ 6 tháng quốc hội lại họp một lần, nếu không có cuộc họp bất thường nào, với kinh phí mỗi ngày gần 2 tỷ đồng chi phí trong cuộc họp. Nhưng chủ yếu họ chỉ đưa ra những ý kiến làm trò cười cho xã hội, làm lãng phí tiền thuế của dân. Trên thượng tầng chính trị, ông Trọng thì mải mê đốt lò, ông Thủ tướng thì lo chống đỡ, ông Chủ tịch Quốc hội thì ngồi rình xem ông Thủ tướng bị hở sườn nơi nào rồi chọc vào đấy. Tất cả những chính sách liên quan đến dân sinh bị bỏ bê, phần thì quan chức năng lực yếu kém, phần vì họ mải mê đấu đá, không còn năng lượng đâu cho quản trị đất nước. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Phú Trọng trên cao có nhìn thấy hay không? Trong những ngày qua, khi mà bệnh viện kêu gào vì thiếu thuốc, thì bà Đào Hồng Lan đã đi mải mê dự lễ ngày thầy thuốc, rồi sau đó bà lại đổ lỗi và đùn đẩy công việc. Làm Bộ trưởng Bộ Y tế như bà Đào Hồng Lan là một khuôn mẫu điển hình của loại quan chức này. Họ thiếu năng lực, đồng thời cũng vô cảm trước nỗi thấu khổ của người dân cả nước. Rồi Bộ Giáo dục, Bộ Công Thương vân vân đều đầy rẫy các yếu kém. Cái ác của chế độ này nó không hẳn chỉ ở trong hành động của quan chức mà nó còn hiện diện ngay trong cách làm luật của đảng này. Luật nào quy định chấn lột tiền trợ cấp cho công nhân thất nghiệp lên đến 10% thì luật đó làm thứ có chứa cái ác trong đấy. Không biết ở thượng tầng ông Nguyễn Phú Trọng có nhìn thấy điều này hay không? Hai ông đang mải mê gian trận để thư hùng nhau hết lần này đến lần khác với các đồng chí của ông. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d với bản tin Đảng của giai cấp công nhân đè công nhân thất nghiệp chấn lột 10%. Ác quá, ông Trọng ơi. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo,
Vov.vn. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin bệnh lú lẫn của ông Tổng là thật, ông nuôi chuột rồi lại đánh chuột. Vào ngày 6 tháng 10 năm 2014, khi đó nhắc đến việc chống tham nhũng, ông Nguyễn Phú Trọng nói phải bình tĩnh, tỉnh táo, rất khôn ngoan, có con mắt chiến lược. Bác Hồ dạy rồi, cha ông ta dạy rồi, đánh con chuột đừng để vỡ bình, làm sao diệt được chuột mà bảo vệ được bình hoa, tức là phải giữ cho được cái ổn định. Đến năm 2014 là năm mà thực lực chính trị của Nguyễn Phú Trọng bắt đầu mạnh lên và có thể so kè với thế lực Nguyễn Tấn Dũng. Ông Trọng ví von thành phần đục khoét ngân sách nhà nước là chuột. Ắt ông cũng ám chỉ đối thủ chính trị của mình. Vào năm 2006, ông Nguyễn Tấn Dũng và ông Nguyễn Phú Trọng vào tứ trụ cùng một lúc. Ông Trọng vào tứ trụ với vị bét bảng trong tứ trụ, đó là vị trí Chủ tịch Quốc hội. Ông Nguyễn Tấn Dũng thì nắm chức Thủ tướng trong tay, đầy quyền lực. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Phú Trọng đánh chuột, nhưng chính ông cũng đang nuôi chuột. Như vậy thì ông Nguyễn Phú Trọng không phải là người sắp xếp cho ông Nguyễn Tấn Dũng vào tứ trụ. Tuy nhiên, đến đại hội 12 năm 2016, rồi đến đại hội 13 năm 2021, ông Nguyễn Phú Trọng là người có vai trò lớn trong việc sắp xếp nhân sự trong Trung ương Đảng và cả trong Bộ Chính trị. Với chức danh là trưởng tiểu ban nhân sự đại hội, thì ông Nguyễn Phú Trọng cũng phải có trách nhiệm về chất lượng nhân sự trong Trung ương Đảng. Khi ông Nguyễn Phú Trọng chưa phải là người có thể sắp xếp nhân sự cho Trung ương Đảng, thì chuột nổi lên không nhiều như bây giờ. Như vậy, khi ông Trọng thọc sâu vào vấn đề nhân sự của Trung ương Đảng, thì chuột nổi lên nhiều hơn bao giờ hết. Những tưởng ông Trọng lập ra cái lò đốt thì Đảng sẽ sạch hơn, nhưng càng đốt, Đảng lại càng bẩn hơn. Vậy trách nhiệm của Nguyễn Phú Trọng ở đâu và ai có thể chỉnh trị ông với vai trò chọn người nhưng chọn toàn chuột? Đây là hình ảnh ông Nguyễn Thanh Long từng ở ban bí thư nhưng sau đó trở lại chính phủ thì bị biến thành con chuột. Lấy ví dụ như Nguyễn Thanh Long, ông này từng là phó cho bà Nguyễn Thị Kim Tiến, được thuyên chuyển về ban tuyên giáo Trung ương và làm phó cho Võ Văn Thưởng. Rồi sau đó thuyên chuyển ngược lại về Bộ Y tế để tiếp tục và quản lý chức bộ trưởng do Vũ Đức Đam để lại. Quy trình này được giải thích như thế nào đây? Được biết, Ban Tuyên giáo Trung ương là một bộ phận trong Ban Bí thư do Nguyễn Phú Trọng đứng đầu. Việc ông Nguyễn Phú Trọng kéo Nguyễn Thanh Long về Ban Bí thư như là cách ông Trọng gọi ông Nguyễn Thanh Long vào nhà để dạy bảo, rồi lại trả về bên chính phủ. Ban Bí thư được xem như nhà của ông Tổng Bí thư vậy, còn chính phủ như nhà của ông Thủ tướng. Ông Nguyễn Thanh Long được xem là người được ông Trọng nuôi dạy, nhưng cuối cùng ông Nguyễn Phú Trọng lại nuôi chúng con chuột cống khổng lồ. Ông Nguyễn Thanh Long để cho Việt Á tung vòi bạch tuộc khắp Việt Nam, hút cạn sinh khí của người bệnh, thu lợi hàng ngàn tỷ đồng. Đấy là minh chứng rõ nét về cách ông Nguyễn Phú Trọng nuôi chuột rồi sau đó lại bẫy chuột. Làm như vậy, có phải ông Trọng là người ông già lú lẫn hay không? Ông Nguyễn Phú Trọng là trưởng tiểu ban nhân sự của đại hội 13, nhưng rồi nhiệm kỳ Trung ương Đảng khóa 13 chưa qua được nửa đường thì chuột đã trồi lên nhung nhúc, không thể nào diệt cho hết được. Trong cái thối nát của chế độ này, ông Nguyễn Phú Trọng lẽ ra là người phải chịu trách nhiệm lớn nhất. Tuy nhiên, phần nuôi chuột và thả chuột ra khắp nơi đã được che đậy rất khéo léo, còn phần đánh chuột thì người ta tung hô ông Trọng lên tận mây xanh. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Hòa Bình là thành viên Ban Bí thư nhưng đang là con chuột lớn tàn phá nền tư pháp của đất nước. Đất nước này chỉ được cái danh là tăng tốc độ tăng trưởng cao, nhưng đến nhiều sâu trong xã hội thì nó rất nát, đạo đức xã hội xuống cấp, đạo đức quan chức thì cực kỳ thấp, dân thì đói khổ nhưng lại phải đóng cho Đảng những khoản tiền rất lớn, để rồi quan chức luôn trục lợi đút túi riêng. Như có quan chức nước nào đã nhìn thấy cơ hội gặm nhắm trong lúc đồng bào mình đang gặp thảm họa hay không? Ông Nguyễn Phú Trọng đã có hơn 10 năm dẫn dắt Đảng Cộng sản Việt Nam. Thử hỏi ông đã làm gì để cho người dân cực khổ đến như thế? Ông đã làm gì mà Đảng của ông sản sinh ra nhiều chuột đến như vậy? Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d với bản tin bệnh lú lẫn của ông Tổng là có thật, ông nuôi chuột rồi lại đánh chuột. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất,
nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de